Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa vua cờ Magnus Carlsen và vua cờ nước Pháp Vacher Lagaffe tại giải cờ vua Man Water Tour Final năm 2021. Trong trận đấu này thì Magnus Carlsen là người cầm quân trắng và Vacher Lagaffe là người cầm quân đen. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Không còn lạ lẫm gì đối thủ, vua cờ nhanh chóng nhập cuộc bằng nước cờ E4. Trong những lần đối đầu trước đây, Lagaffe thường sử dụng nước E5 để chống lại. Tuy nhiên không đạt được kết quả tốt. Do đó lần này thì anh đã đổi bài, dâng tốt C5, sử dụng khai cuộc Sicilia để quyết chiến một trận với Carlsen. Trắng nhảy mã lên F3, nước cờ tấn công mạnh mẽ nhất trong phòng thủ Sicilia. Đen lên tốt D6. Trắng đẩy tốt D4 đánh chiếm trung tâm. Đen ăn tốt sang D4. Trắng ăn mã lên D4. Đen nhảy mã F6 phản kích vào trung tâm. Trắng triển khai mã lên C3 bảo vệ tốt và tăng cường kiểm soát trung tâm. Đen nhảy mã C6 khiêu khích mã trắng ở trung tâm. Trắng lên tốt H3. Đen dâng tốt E5 tấn công mã. Không muốn mất tem chạy mã, trắng ra tay đổi mã vào C6. Đen ăn tốt lên C6, trắng phi tượng lên C4, khống chế không cho đen đẩy tốt D5 phản công. Đen lên tượng E7, mở đường cho vua nhập thành. Sau khi đã hoàn thành phát triển các quân nhẹ bên cánh vua, trắng nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn. Đen theo kế hoạch cũng thực hiện nhập thành, di chuyển vua vào góc bàn cờ. Trắng lên tốt B3, mở đường cho tượng lên chiếm lĩnh các đường chéo A3 F8 hoặc là A1 H8. Đen lùi mã về D7, đảo sang cánh hậu chuẩn bị di chuyển lên C5. Thấy vậy, trắng liền nhảy mã lên A4 để ngăn chặn. Bị lộ kế hoạch, đen đành đưa mã quay lại vị trí cũ ở F6, tấn công tốt E4. Bị đen chọc ngoáy, trắng lại phải đưa mã quay về C3 để bảo vệ. Đen lại lùi mã về D7, cố tình trêu ngươi đối thủ. Nếu mà lại lên mã A4, lặp lại liên tục thì sẽ hòa cờ nên trắng đành đổi nước, đưa tượng lên A3 để khống chế ô C5 và uy hiếp quân tốt ở D6. Đen nhảy mã lên B6, mở đường cho hậu bảo vệ tốt, đồng thời tấn công quân tượng ở C4. Không muốn bể mất quân tượng mạnh này, trắng rút tượng chạy về D3. Chỉ chờ có thế, đen dâng tốt E5, mở chiến dịch phản công nhằm giành ưu thế ở trung tâm. Trắng ăn tượng vào E7, đen ăn hậu lên E7. Trước sự cơ động của cặp tốt D5, E5, trắng qua xe E1, củng cố trung tâm. Đen tràn tốt sang D4 bắt mã. Nước đi này khiến cho điểm yếu C4 lộ ra và trắng chủ động lùi mã về B1 để di chuyển lên E2 rồi tiến vào chiếm đóng ở C4. Đen đẩy tốt C5, tạo thành bộ 3 tốt. C5, D4 và E5 hùng mạnh ở trung tâm. Trắng theo kế hoạch đưa mã lên D2. Phán đoán được ý đồ của trắng, đen liền triển khai tượng lên E6, khống chế ô C4. Trắng lên hậu E2, đen lên tốt F6, củng cố thế trận. Trắng tiếp tục qua xe C1, tập trung hỏa lực sang bên cánh hậu. Đen cũng qua xe C8, dồn toàn lực quyết chiến. Trắng đẩy tốt C3, bắt đầu đột phá vào trung tâm. Đen qua hậu F7, xác định mặt trận chính sẽ là ở bên cánh hậu và cột C sớm muộn gì cũng sẽ mở ra. Trắng liền lên xe C2, từng bước chồng xe ở cột C nhằm chiếm ưu thế khi mở cột chiến lược này. Đen với sức mạnh của hậu và tượng trên các đường chéo A2 G8 liền dâng tốt A5, đe dọa tràn sang A4, đột phá để tạo ra điểm yếu ở B3. Mỗi bên theo đuổi một mục tiêu tấn công. Trắng tiếp tục điều động xe qua C1, chồng xe để chuẩn bị đổi tốt vào D4 để mở cột C. Nên theo kế hoạch tiến tốt sang A4, đột phá vào B3. Nếu mà trắng ăn tốt lên A4 thì đen sẽ ăn mã lên A4. Trắng ăn tốt vào D4 thì đen sẽ ăn tốt sang D4. Trắng nhảy mã lên C4, dình vào D6 tấn công đôi thì đen sẽ qua xe D8 phòng thủ.
trắng tiến tốt e5 thì đen sẽ nhảy mã vào c3 và đen sẽ có một thế trận tấn công mạnh mẽ. Trở lại ván cờ thì thấy việc ăn con tốt a4 không có lợi. Trắng chủ động ăn tốt vào d4, thầm nghĩ xem ai công mạnh hơn, anh sợ chú à. Đen cũng không vừa, ăn tốt vào b3. Chơi thì chơi, sợ gì. Đến lúc này thì trắng không thể phớt lờ được nữa, buộc phải ăn mã lên b3 để tiêu diệt con tốt nguy hiểm này. Theo chúng tôi thì ở đây đen nên đẩy tốt sang c4, tung đòn tấn công đôi mã và tượng. Trắng đẩy tốt d5 phản công lại thì đen sẽ ăn tượng d3 bắt hậu. Trắng ăn tượng e6 bắt lại hậu thì đen sẽ ăn hậu e2. Trắng ăn hậu f7 chiếu thì đen sẽ ăn vua lên f7. Trắng ăn xe sang e2 thì đen sẽ ăn xe vào c1. Trắng ăn mã về c1 thì đen sẽ qua c8 và thế cờ sẽ tương đối là cân bằng. Trở lại ván cờ thì đen đã mắc sai lầm khi ăn tốt sang d4, tạo điều kiện cho trắng nhảy mã lên c5, tấn công quân tượng chiến lược của đen. Hết đường chạy, đen liền lên xe c7, chuẩn bị chồng xe ra c8, quyết chiến trên cột c. Manu Kassen là kỳ thủ số 1 thế giới hiện nay, sau khi lật đổ Anand năm 2013 để đăng quang ngôi vua cờ. Kassen đã 4 lần bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới trước Viswanatha Anand năm 2014, Sergei Kazakin năm 2016, Fabiano Cazorna năm 2018 và Nepomniachtchi năm 2021. Trong khi đó thì Vacher Lagerwe là kỳ thủ số 1 nước Pháp. Anh từng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của FIDE với Elo lên tới 2819 vào năm 2016. Trở lại ván cờ thì trắng nhanh chóng ăn mã E6, tiêu diệt quân tượng mạnh của đen. Đen ăn xe xuống C2, trắng ăn hậu sang C2, đen ăn hậu lên E6. Lúc này thì cuộc tấn công cánh hậu của đen đã bị đập tan hoàn toàn. Trắng với ưu thế tốt thông liền đẩy tốt A4, đe dọa tiến xuống. Nếu để trắng tràn tốt sang A5 rồi tiến xuống A6 thì sẽ rất là nguy hiểm. Nên nhanh chóng điều xe sang A8 chặn lại. Ngờ đâu trắng tiếp tục ủi tốt xuống A5 làm mồi nhử để dùng đòn lánh lạc hướng, tìm cách đột nhập vào hàng ngang số 8 của đen. Dù biết là kế dương đông kích tây, song nếu không ăn tốt thì trắng cũng đẩy tốt A6 rất là nguy hiểm. Đen đành nghiến răng ăn xe lên A5, thầm nghĩ cùng đường rồi, phải liều thôi. Chỉ chờ có thế, trắng lao hậu xuống C7, đe dọa xuống hậu D8 chiếu, rồi bồi thêm đòn xe C7 khiến cho vua đen gặp nguy. Đen vội vàng đẩy tốt H5 mở đường cho vua chạy lên. Thế nhưng các sen tấn công thì lại không hề đơn giản như vậy. Anh nhanh chóng lao xe xuống C6, tung đòn tấn công đôi nhằm vào hậu và mã. Đen bình tĩnh chạy hậu xuống B3, phản công lại. Trắng ăn xe vào B6, giả vờ bắt hậu để tung đòn chiếu mở để bắt xe A5. Đen cũng khá là tỉnh táo nên lao xe xuống A1 chiếu, thầm nghĩ mày trúng kế anh rồi. Có nước chiếu trung gian này, anh sẽ ăn tượng D3 xong, rồi ủ tốt D4 xuống phong hậu. Chú lấy gì ra mà đỡ? Trước thế tấn công hung hãn của đen, trắng chạy vua lên H2. Đen ung dung ăn hậu sang D3. Thế nhưng, đen lại không lường được sự nguy hiểm khi mà toàn bộ hàng ngang số 7 của đen bị mở toang, trong khi hậu và xe lại lạc trận ở phía trên. Và với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Kassen lạnh lùng tiến xe xuống B7, đe dọa ăn hậu và G7 chiếu hết. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, đại kiện tướng Vacher Lagerwe đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị hành hạ.